vào. Con không phải, con không cầm nên nó chọc vào mồm nhá. Ôi giời. Chọc vào kiểu con mà cho dao ở trong mồm ấy, nó chị cắt, đưa chị lấy bằng bếp nhá. Nó cắt đứt lưỡi con đấy. Đứt lưỡi bếp này. Thịt là của chị Hà đấy. Thịt của chị Hà đấy. Wow. Ôi. Nào thì Hà ăn đi. Mẹ bánh cho bố nha. Ngon chết. Thịt là của mẹ đây. Mẹ cảm ơn con. Thịt là của mẹ đây, thịt là của bé. Nhưng mà cho mẹ mình bánh to quá. À, chà. Chúc mừng sinh nhật nhá. Bắt tay cái này. Bắt tay này. Tay kia mà. Tay phải. Thì cháu đang cầm bánh. Chúc mừng sinh nhật nhá. Hai anh cháu lớn nhá. Không được bánh nắng nhá. Kinh nhỉ. Con mời bác. Mời bác. Kinh nhỉ. Ngon không? Bánh ngon không? Thử nếm 3 lần. Kinh nhỉ. Thích không? Con ăn từ từ. Con ăn từ từ. Hồi ngày nào đẻ xong đầy tháng ue ue ue. Ừ, nó quậy đi mà. Một chút thôi nha, nóng đấy. Đi con. Ừ. Nhất. Đây mẹ bảo. Nóng. Ăn nóng từ từ nhưng mà đây nhá. Nóng lắm con ạ. Đây. Thôi nè. Okay. Bố mẹ ăn bánh đi. À. Nóng nha. Bác có cho bác nóng, xin. Nóng. Nóng đấy. Cho em cái này. Giấy ăn đấy. Bác xin. Cái cốc kìa. Mẹ Hương để gọi nó cốc, không có nóng thế kia. Để bèn nó cốc với em thôi. Cho em đi nước cho bếp cắt cho. Cho em đi nước lạnh vào đây. Nào.